Kính thưa quý vị, ngoài cạnh bên Nhân là thí sinh Minh Đăng. Chào anh Minh Đăng. Dạ chào anh. Hôm nay Nhân rất là vui. Trong các lần thi tuyển của nhiều thí sinh, anh là người mà Nhân cảm thấy đẹp trai ngồi cạnh bên Nhân. Cho nên Nhân rất là vui trong ngày hôm nay. Anh có nghĩ rằng anh đẹp trai hay không? Dạ em nghĩ mình cũng không có đẹp trai gì lắm. Vừa đủ đẹp trai là được rồi phải không? Chỉ có không đến nỗi xấu thôi. Không đến nỗi xấu, đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn anh. Tự tin dễ sợ luôn quý vị ơi. Anyway, giỡn chút cho vui thì ngày hôm nay đến đây với vai trò là một thí sinh, đúng không? Thì anh sẽ cống hiến nhạc phẩm gì đây? Bài Nghèo mà có tình. Em thích nghèo mà có tình hay là giàu mà có tiền? Dĩ nhiên là em thích nghèo mà có tình. Nghèo mà có tình. Kính thưa quý vị, đó cũng là nhạc phẩm Nghèo mà có tình sẽ đến với chúng ta qua tiếng hát của Minh Đăng. Em đi theo người với những đồng tiền.
vật đôi sao rơi em vội quên. Dẫu thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời, thế nhưng nghèo chẳng một ai, ai muốn sớ chia bao buồn vui. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng, nghèo mà có tình thì cao quý hơn, nghèo mà có tình thì cao quý hơn. Nghèo mà có tình, nhưng đối với Tiến Đạt thì giàu mà có tiền thì có địa vị hay hơn. Thì không biết Ba Lê có đồng ý với những cái nào hay là có những lời góp ý đến cho Minh Đăng? Một điều mà em cảm thấy trong cái phần trình diễn của anh đó, khi mà anh xuống thấp em không nghe rõ được chữ. Có thể vì vậy mà nó không có được thu hút. Tại vì em với lại anh cũng không có diễn tả nhiều trong cái phần này. Tuy nhiên thôi, em biết là cái phần cái những cái nhạc buồn đó thì mình cũng khó lắm, mình cũng không có cười được, mà mình cũng you know, nhưng mà do cái cặp mắt và do cái ấy cũng không có thu hút. Nhưng mà cộng thêm em không nghe được chữ rõ nữa, cho nên em cảm thấy cái phần trình diễn này nó không có cái gì mà nổi bật hết. Cảm ơn. Nữ nghệ sĩ Bạch Hà có những lời góp ý nào đến cho Minh Đăng? Cái ưu điểm là Minh Đăng có là nam nhưng mà cái giọng cũng ngọt ngào lắm. Dù cô nào thì cũng hay lắm đó. Nhưng mà có cái như Pha Lê nói đó, không nghe rõ, nhất là khi mà xuống đó. Thành ra em hát thì em chú ý mình phát âm cho nó vững, cho nó chắc và cho nó thật rõ, thì người ta mới cảm nhận được cái bài hát của mình nhé. Cảm ơn. Và những lời góp ý thẳng thẳng nhất sẽ đến từ Nguyễn Lộc. Đối với em thì anh hơi bị lúng túng, và tại vì anh không có biết chỗ nào nên lấy hơi, chỗ nào nên kéo dài cái câu ra. Anh hát bài này được, anh hát này được nghe đôi cũng có vang vọng giống Trường Vũ khi mà nghe bài này anh hát. Nhưng mà anh phải xác định rõ là lúc nào anh nên lấy hơi thì anh mới có đủ hơi để anh hát. Nhưng cái bài này rất là khó hát, coi nó dễ như vậy nhưng mà cái làn hơi mình rất là mạnh, phải dài. Cho nên anh đừng có kéo cái câu nó dài quá. Thì khi mà anh hụt hơi thì nửa câu anh phải lại lấy hơi thì nghe nó hơi bị đứt quãng một chút xíu. Cho nên anh muốn hát bài này tốt hơn, anh xác định rõ câu nào mình lấy hơi, câu chỗ nào mình ngưng để mình lấy hơi để mình tiếp tục mình hát. Kính thưa quý vị, Minh Đăng nghèo mà có tình, không những là tình yêu không mà còn là tình yêu âm nhạc của anh nữa. Minh Đăng với số báo danh là 175. Nếu quý vị thương mến Minh Đăng thì xin hãy gọi vào số điện thoại 1888 480 5937. Hình như anh rung. Dạ phải, đúng rồi. Và chưa chuẩn bị hoàn toàn hết cái tâm tư của mình vào bản nhạc này, tại vì anh lên rồi anh xuống rồi anh ca có một giai đoạn rất là thấp, thậm chí không nghe được luôn. Là sao vậy? Thì hồi nãy lúc đầu hỏi anh thử tông á, thì mình cảm thấy cái tông nó hơi bị thấp. Mình hỏi anh cái tông này bây giờ anh thấy hơi thấp á, anh thì nói nó được rồi. Thì mình muốn cái tông mình cao chút xíu. Như mình là người ca sĩ mình phải biết cái tông của mình chứ, mình đâu thể nào lại tụi người ta. Thì, tuy là họ nhạc sĩ góp ý kiến thiệt. Thì em có cũng nói là em thấy cái tông này hình như có hơi thấp, nói nghe vậy được rồi, hay rồi. Thì mình cũng nghĩ là ảnh chắc nghe ảnh thấy hay thì mình nghe theo ý kiến của ảnh thôi chứ sao vậy. Thì do để thấy ca thấy thông như tông thấy biết thấp là mình biết, thì tông thấp là ca sẽ bị tắc tiếng, tự nhiên tông mình ca hơi, cái giọng mình ca hơi cao. Đúng vậy, khi anh xuống thấp quá thì anh không có chuẩn được cái vấn đề phát âm và quý khán giả cũng sẽ không nghe được cái lời hát của anh. Mà quý khán giả không nghe được cái lời hát của anh thì đương nhiên khó mà quý khán giả có thể bình chọn cho giọng hát của mình. Nhưng không sao, mượn đây là cơ hội. Tại vì cho dù những ý kiến có hay hay không hay, hoặc là quý khán giả có đồng ý hay không đồng ý, tuy đó cũng sẽ là cái bài học quý báu cho mình để mình có thể vươn lên trong cái lĩnh vực ca hát này. Anh đồng ý với Nhân không? Dạ đồng ý anh. Thì thôi, mượn giây phút này chúc anh gặp nhiều may mắn, cũng như quý vị có quyết định dòng hát này có phải là dòng hát tương lai của chúng ta hay không thì xin hãy gọi vào 888-480-5937 để bình chọn cho thí sinh Minh Đăng với số báo danh 175. Mời quý vị cùng chúng tôi chào đón thí sinh Ngọc Phượng với số báo danh 176. Nhân Trần chào Phượng. Em xin kính chào anh và quý vị đang xem đài Ven TV. Nói đến một khía cạnh Ven của TV chút xíu, xin mượn
đôi phút cùng quý khán giả. Phường chia sẻ chút xíu với Nhân cũng như quý khán giả là làm sao Phường biết về cái đài Ven TV này. Kính thưa anh và tất cả quý vị khán giả đang xem đài Ven TV, thì em biết được cái đài Ven TV là do mỗi tối hàng ngày bố mẹ và anh chị em cũng như gia đình ông xã đều ăn cơm xong thì cũng quay quần ngồi nói chuyện nhau, thì sẵn tiện cũng coi tin tức, và bên cạnh đó thì cũng coi những cái phim buổi chiều tối mà đài vừa phát sóng, những bộ phim rất hay và những cái tin tức rất là đặc biệt, rất là nóng bỏng, và tụi em rất là thích hơn nữa là cái chương trình thi tuyển giọng ca vàng thế giới 2010 và 2011, vì nó là một cái chương trình rất là bổ ích cho người Việt tại hải ngoại, và đặc biệt hơn là câu nói người Việt còn thì tiếng Việt còn. Kính thưa quý vị, một người đẹp như thế này, ăn nói lưu loát như thế này, thì Nhân nghĩ rằng Nhân phải mời cô nàng này làm sứ ngôn viên chung với Nhân. Tuy nhiên, cảm ơn Phượng rất là nhiều những lời tâm sự Phượng vừa gửi đến cho quý khán giả. Nhân cũng đồng ý với Phượng, thì vì chúng ta là những người tha phương ở nơi xứ người, thì tiếng Việt còn thì nước Việt sẽ còn. Và đó cũng là cái mục đích chính ngày hôm nay Phượng đến đây với vai trò là một thí sinh để cống hiến lời hát của mình cũng như dòng nhạc mà sắp sửa gửi đến cho quý vị. Thì thôi gì bây giờ xin Phượng hãy bộc mí với quý khán giả là ngày hôm nay sẽ gửi cho quý vị dòng nhạc gì đây. Ngày hôm nay em đến xin được gửi đến tặng quý vị khán giả ca khúc Trái tim bên lề, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khả Tuấn. Mời Ngọc Phượng. Ngọc Phượng có thể một lời gửi quý vị khán giả cũng như là tại sao là nhạc phẩm Trái tim bên lề khi mà vào vòng sơ kết đầu tiên của em? Em chọn bài hát này vì khi nghe được cái lời ca khúc cũng như là cái nhạc thì em cảm thấy feeling và em cảm nhận được mình có thể trình bày được ca khúc này gửi đến tất cả quý vị đang xem đài ngày hôm nay. Một sự tự tin từ Ngọc Phượng của nhạc phẩm Trái tim bên lề. Nhưng anh vẫn
Đầu tiên anh xin mời Nguyên Lộc góp ý cho Ngọc Phượng. Nguyên Lộc không biết tại sao mà Ngọc Phượng chọn cái bài này. Thật sự bài này là rất là nhiều người hát mà toàn là người nam không à. Chắc lẽ lần đầu tiên Nguyên Lộc nghe một người nữ hát bài này mà nghe thật là nhức nhối mà gào thét. Không biết là Ngọc Phượng có từng trải qua cái tình trạng này hay không. Thực sự cái bài này nó cũng khó hát như những bài trước. Vì lý do tại sao? Nếu mà em chọn cái tông mà nó thấp quá, giống như vừa rồi em chọn, thì em hát những nốt đấp, nốt thấp nó không rõ. Mà em chọn cái tông cao quá thì những cái nốt cao em lại hát không tới. Cho nên cái bài này nếu mà em có thể chọn bài khác được, anh nghĩ sẽ hợp với giọng em hơn. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái bài này nó quá thấp đối với cái âm quản của em, và em hát cái nốt thấp nghe không rõ. Mà ngược lại nếu mà em nâng cái tông lên cao thì nốt cao em lại không tới. Cảm ơn Nguyên Lộc. Thì không biết chị Bạch Hạc, nghệ sĩ Bạch Hạc có những lời góp ý nào cho Ngọc Phương? Đồng ý với lại Nguyên Lộc, cái bài hát này thật sự ra nó hợp với giọng nam hơn. Bởi vì khi xuống thì xuống thấp quá, khi lên thì lên cao quá. Thành ra đằng nào thì cô cũng thấy Ngọc Phương rất là vất vả. Xuống thì xuống thấp quá, mình không có rõ lời đó. Lên thì mình rất là mệt mỏi. Cái phần trình diễn của em đó thiếu cái sự lôi cuốn, nhất là cái khúc giữa đó, cái khúc giữa nó phải dồn dập lên một tí xíu. Nhưng mà thấy lúc nào cái bài hát này từ đầu tới cuối nghe nó rất là đều đều. Nhưng mà em có một cái ưu điểm, em là một cô gái rất xinh xắn, ngoại hình rất là dễ thương. Cái đó thì em hoàn toàn đồng ý với lại nghệ sĩ biết Bạch Hạc rồi. Thì Pha Lê, không biết Pha Lê có những lời góp ý nào cho Ngọc Phượng? Pha Lê đồng ý với lại Nguyên Ngọc với lại cô Bạch Hạc. Và một điều nữa mà Pha Lê để ý là trong cái phần trình diễn của em đó, là em phơi nghe được khi em lấy hơi, và nó sẽ không, cái bản nhạc này nghe nó không có phơi khi mà mình đang hát xong cái tự nhiên cái mình nghe, tại vì phơi nghe được là em lấy hơi. Có thể nào em hát một câu thôi của một bản nhạc nào khác mà của giọng nữ được không, mà không cần nhạc, không cần gì hết. Đó là em một hát cơ hội để chứng tỏ khả năng ứng xử của mình. Với yêu thương lòng say như chơi vơi, nếu như đây là mơ, xin cho tôi dần thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những bao nhiêu buồn vui sẽ qua nhanh, nhẹ nhàng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dân là trái tim, cảm ơn tình yêu đã cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Cảm ơn Ngọc Phượng. Quý vị thấy một sự khác biệt rõ ràng là khi mà Ngọc Phượng đến với một mình của Ngọc Phượng thôi là trái tim bên lề, nhưng mà khi đến với TV, đến với Ben TV thì lại là trái tim hạnh phúc. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị thích tiếng hát của Ngọc Phượng qua bản nhạc Trái Tim Bên Lề thì xin quý vị hãy gọi vào
số điện thoại 1888 480 5937 và số báo danh của Ngọc Phượng là 176. Thí sinh Ngọc Phượng vừa rời khỏi sân khấu với nhạc phẩm Trái Tim Bên Lề. Hình như Phượng đã chọn lầm bản nhạc. Dạ, có lẽ là như vậy. Tuy nhiên, lời phê bình của Nguyên Lộc thì Nhân không mấy đồng ý lắm, là vì trong cái sự khuyết điểm thì có những cái sự ưu điểm, trong đó là Phượng đã trình diễn cái bản nhạc này rất là xuất sắc. Đó là theo cách nhìn của Nhân qua ống kính truyền hình. Nhưng ở khía cạnh của một người thí sinh, hay nói cho hơi hay một chút, đó là một người ca sĩ trong tương lai, thì Phượng nghĩ như thế nào về cái lời phê bình của Nguyên Lộc cũng như Pha Lê? Em nghĩ lời phê bình nào cũng có cái sự đúng ở trong trọng, và em cũng xin chấp nhận những cái lời phê bình này để có một cái gì đó gọi là kinh nghiệm cho em về sau, nếu như em có cơ hội được bước tiếp vào vòng trong. Xin cảm ơn. Phượng tập giờ cái bản nhạc này bao lâu trước khi trình diễn? Một tuần. Một tuần. Dạ. Như vậy có đủ thời gian hay không? Có thể gọi là đủ đối với em. Tập cái bản nhạc này qua hình thức như thế nào? Ngồi hát karaoke, rồi rảnh rỗi khi mà đi làm á thì cũng hát, vừa lái xe vừa hát, rồi tối á, ông xã về đó rồi hát cho ông xã nghe. Đó là cái điều, đó là một cái sự khuyết điểm. Mai mốt hát mời bạn bè, đừng mời ông xã ông thương cũng chấm yes liền. Gặp Nhân nhưng cũng chấm yes nữa, một người đẹp như thế này ông xã chấm được không quý vị? Tuy nhiên nói chơi cho vui thì ai chấm cũng không bằng quý khán giả của đài truyền hình VTV 55.2. Thì thôi, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quyết định giọng hát của Phượng có phải là giọng ca vàng của thế giới năm 2010 và 2011 hay không. Xin quý vị hãy gọi vào 888-480-5937 để bình chọn cho thí sinh Ngọc Phượng với số báo danh 176. Xin cảm ơn quý vị. Tiếng hát của Ngọc Phượng với số báo danh là 176 vừa kết thúc phần 1 của vòng sơ kết vòng 7 cũng như vòng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vòng bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tại Ocean Palace, và vòng chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại Đại Hí Viện Arena. Với sự điều khiển chương trình của đệ nhất MC Nguyễn Ngọc Ngạn cùng với sự tham dự của nhiều ca sĩ hàng đầu của Việt Nam hiện tại. Đặc biệt, ban giám khảo sẽ là nhạc sĩ Song Ngọc, nhạc sĩ Trịnh Nhật Ngân cùng với sự tham dự của hai tiếng hát hàng đầu Việt Nam, đó là ca sĩ Thanh Lan và ca sĩ Khánh Ly. Kính thưa quý vị, official sponsor, những người tài trợ chương trình chính cho chúng ta đó là công ty điện thoại Viễn Liên V247, văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo, công ty địa ốc Brian Lương cùng với các nhà tài trợ khác như công ty Fish and Pets Unlimited, công ty LT Seafood Wholesale, chợ Thắng Hưng và công ty Vũ Enterprise. Kính thưa quý vị, để tạo điều kiện cho tất cả chúng ta đều có một cơ hội để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam, VTV vẫn tiếp tục kêu gọi sự tài trợ từ các mạnh thường quân, các cơ sở thương mại. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 713-995-6464 hoặc trang mạng Internet toàn cầu VTVtalentsearch.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào phần thứ 2 của vòng sơ kết đợt 7.